Vâng, xin chào bác. Nay tôi sẽ quay giới thiệu hai đến các bác hai chiếc âm ly của hãng Đền Đông, mã là 1550. Đều chạy tín hiệu quang, nghe nhạc số từ trên mạng, đánh hai đôi loa chính AB và cộng B. Trên âm ly có chỉnh bát chép qua đây. Tăng giảm bát chép, ấn tăng giảm đây, ấn nó chép, không ấn tăng giảm. Khi nghe nhạc mình sẽ để chế độ Sitte, nghe sẽ hay hơn. Tone Defeat ấn vào đây sẽ không có tác dụng bass chép. Sitte hoặc đây, Sitte đây. Con đồng ly tôi bán giá là 2,7 triệu đồng một con. Hàng bán bảo hành về chất lượng cho các bác. Con này nếu bình thường đẹp thì tôi bán giá từ 3 đến 3,5 triệu. Như đây nó ở trên mặt tiền nó có một vài vết xước nên bán giá mềm cho bác chơi. Hàng bán bảo hành về chất lượng, bác yên tâm về chất lượng. Đây là âm ly số có quang, đằng sau còn rất đẹp luôn, nó chỉ bị tí mặt tiền xước thôi. Thì tôi đã để giá mềm cho bác chơi. Công suất là 195W, sản xuất hai mẫu này thì sản xuất tại Trung Quốc, hàng chính hãng của Nhật nhưng sản xuất tại Trung Quốc nhé. Rất nhiều lần tôi đã muốn nói rồi, mà đây là đặt công ty tại đâu thì nó phải ghi là made in tại đấy, chứ còn cái hãng âm thanh này là của Nhật và do người Nhật nghiên cứu và chế tạo ra, lắp ráp công ty tại đâu thì sẽ ghi sản xuất tại đây. Và đây là điện 100V mang về Nhật dùng. Hình thức vẫn còn rất cứng cáp, chỉ có cái là mặt tiền thì có vài vết xước, nhưng tôi đã tự động để giá mềm cho bác chơi rồi. 2,7 triệu đồng, tôi sẽ mở nhạc to mời các bác nghe. Cửa hàng tôi bán tại tầng 36 tòa V3, chung cư Văn Phú Victoria, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Có đường quang tương ứng với đường DVD hoặc là TV đấy. Nếu cắm được quang mình sẽ vào chế độ input mode, chọn chế độ auto, nó sẽ tự nhận cả hai quang và digital. Tìm quên vào thời gian, đóa hoa vội tàn cho người thơ thái. Tìm quên chuyến ngày. Vâng, xin cảm ơn sự theo dõi của các bác. Xin chào, hẹn gặp lại.